Tân Nguyễn chào mừng quý vị đã quay lại với chương trình tư vấn kinh doanh và phát triển của công ty GS Việt Group. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta có mời đến anh Khánh Nguyễn là Sales Manager của công ty. Anh Leon Nguyễn là chuyên gia quảng cáo và giúp cho chủ doanh nghiệp. Và anh Quyền Trương đây là một chủ doanh nghiệp thành công của trong ngành nail. Thì đến với cái đề tài ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái đề tài, đó là tại sao tiệm nail vẫn cần phải quảng cáo và quảng cáo như thế nào để đúng cách và hiệu quả. Thì để trả lời cho câu hỏi đó thì xin mời anh Khánh. Anh Khánh có thể trả lời cái câu hỏi đó để cho chia sẻ với quý anh chị đây được không ạ? Cảm ơn Tân và kính chào các bạn. Để trả lời cho câu hỏi của Tân là tiệm nail chúng ta có cần quảng cáo hay không? Và làm như thế nào để mà quảng cáo hiệu quả? Thì Khánh xin thưa rằng là Khánh đã nghiên cứu về thị trường ngành nail do người Việt Nam làm chủ. Và thứ hai đó là Khánh có cơ hội làm việc với chủ doanh nghiệp nail 7 năm. Thì Khánh đưa ra một cái kết luận như sau. Thì ngành nail của chúng ta đã và đang tiếp tục phát triển trong thời gian gần đây. Ngành nail của chúng ta đã lên một cái sự phát triển vượt bậc về tiệm, về cách build, về sản phẩm và về cách run tiệm. Chúng ta không còn kinh doanh theo dạng truyền thống giống như là kinh doanh theo hộ gia đình giống xưa nữa. Trở lại hồi xưa đó, khi mà ngành nail chúng ta vào đó, thì chúng ta kinh doanh theo truyền thống đó là chúng ta mở tiệm ra. Và khi chúng ta mở tiệm ra thì cái nhu cầu nó nhiều. Thì khi mà khách hàng đến với chúng ta thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không cần phải quảng cáo và chúng ta không cần cái hệ thống gì để mà giúp chúng ta quảng cáo hết. Nhưng cái ngành nail và thị trường nail ngày hôm nay nó đã đi đến một cái giai đoạn là cạnh tranh khốc liệt. Tiệm build mỗi ngày và khách hàng đó thì nó bị phân tán ra đến những cái tiệm đó. Cho nên quảng cáo là điều rất là cần thiết và không thể thiếu trong doanh nghiệp nail của chúng ta ngày hôm nay. Và làm như thế nào quảng cáo hiệu quả thì như chúng ta được biết, với công nghệ vượt bậc hiện nay, chúng ta về Internet và về YouTube, về Facebook và về website thì đó là những cái phương tiện mà sẽ giúp chúng ta quảng cáo hiệu quả hơn trong cái doanh nghiệp của mình. Nếu các chị và các anh trong chủ doanh nghiệp nail chúng ta đang suy nghĩ và băn khoăn là chúng ta có nên quảng cáo hay không và làm như thế nào để quảng cáo hiệu quả, thì Khánh xin trả lời rằng nếu chúng ta đã kinh doanh thì chúng ta cần phải có quảng cáo. Và quảng cáo như thế nào hiệu quả thì chúng ta phải biết áp dụng những cái công nghệ vào cái hệ thống quảng cáo của chúng ta. Và ngành nail của chúng ta ngày hôm nay có những tập đoàn đã phát triển cái thương hiệu của họ thành những chuỗi cửa hàng, thì đó là cái quảng cáo là cái cần thiết để chúng ta giới thiệu về cái thương hiệu của chúng ta cho khách hàng của chúng ta. Cho nên quảng cáo là cái rất là cần thiết trong việc kinh doanh tiệm nail của chúng ta hiện nay. Dạ, cảm ơn câu trả lời của anh Khánh vừa rồi. Trong cái kinh nghiệm của anh Khánh đã làm việc và tiếp xúc với người nhiều anh chị chủ tiệm nail trong khoảng 7 năm kinh nghiệm, thì để tiếp tục cái câu cái chủ đề là tiếp theo, đó là làm thế nào để quảng cáo cho nó đúng cách và hiệu quả, thì xin mời anh Leon. Anh Leon có thể chia sẻ cho em cũng như quý anh chị đây được biết là mình quảng cáo, mà đa số có nhiều chủ doanh nghiệp họ quảng cáo theo kiểu old school, họ không có chạy theo cái công nghệ. Thì nhân đây anh Leon có thể chia sẻ cho em cũng như mấy anh chị ở đây được biết về cái phần đó. Cảm ơn Tân, chào các bạn. Nếu mà nói đến quảng cáo thì đầu tiên mình phải biết khách hàng của mình đi đâu để tìm mình. Các bạn cũng biết là bây giờ là 70-80% là phần đông người ta xài mobile phone. Khách hàng của mình sẽ ít khi nào xài desktop lắm. Họ sẽ on the road, họ sẽ dùng phone để họ tìm kiếm một cái business nào đó. Thì đặc biệt là họ sẽ lên, đầu tiên họ sẽ lên Google. Cũng giống như mọi người, họ lên Google. Rồi nếu mà họ muốn tìm đến tiệm nail thì bắt đầu họ sẽ lên Yelp, họ search và họ sẽ đọc review. Họ đọc review xong thì họ sẽ vô cái website của mình để coi mình offer dịch vụ mình như thế nào, cái tiệm của mình cái phần sạch sẽ nó như thế nào. Và đặc biệt là họ sẽ lên họ coi thử cái giá cả của mình có cạnh tranh hay không. Thì để nói về quảng cáo á, thì mình phải biết cái difference between cái quảng cáo của truyền thống với quảng cáo của thời nay là digital. Thì khách hàng của mình đó, họ không có search mình, không có tìm kiếm mình theo cái
cái dạng traditional nữa, không có ví dụ là giống như Khánh nói là hồi xưa thì mở tiệm rồi bắt đầu khách hàng của mình sẽ lái xe rồi coi thử là tiệm nào mở cửa họ đến, bây giờ họ sẽ lên mạng để họ tìm kiếm mình, thì mình phải biết để mình đầu tư cái số tiền của mình đúng nơi. Mình có thể biết là một doanh nghiệp thành công bây giờ với là một doanh nghiệp không thành công, thì mình sẽ biết, mình sẽ nhìn vào và mình sẽ thấy cái khác biệt của cách họ quảng cáo. Cái tiệm mà họ quảng cáo theo chữ, cái cách traditional là như là mail out postcard, thì thứ nhất là nó rất tốn kém. Postcard một cái campaign có thể tốn đến 3.000, và thứ nhì nữa là cái độ nhanh để đưa được cái quảng cáo đó đến khách hàng. Thì thường thường postcard nó sẽ take khoảng 2 tuần và cái sự hiệu quả của nó rất thấp. Mình có thể mail out có thể 5.000 postcard mà cũng có thể 50 người đến thôi. Thì nhưng mà nếu mà một mình nhìn lại mấy cái tiệm mà thành công á, là họ very active trên social media, họ very active trên digital marketing, là họ có thể dùng cái số lượng tiền thấp hơn nhiều, khoảng 10% của số tiền 3.000 đó thôi, là 300 thôi, là họ có thể design một cái quảng cáo. Và nếu mà cái tiệm đó áp dụng công nghệ mà đúng, họ sẽ dùng video, tại vì video cái lượng view và lượng click nó sẽ nhiều hơn là hình ảnh nữa, thì họ sẽ đưa cái đó lên social media, họ đưa lên Facebook, họ đưa lên Instagram, họ đưa lên website, họ đưa lên dọc. Thì mình sẽ biết là trong thời gian nếu mà mình làm cái này đúng và mình có một cái đội ngũ chuyên nghiệp để giúp mình, thì trong thời gian dưới 15 phút mình có thể đưa cái quảng cáo đó lên mạng, thì mình có thể thấy là khách hàng sẽ thấy instantly trên cái điện thoại và họ sẽ đến cái tiệm mình nhanh hơn đó. Cho nên để Leon nhấn mạnh lại là ba điều rất quan trọng, cái difference between traditional với digital. Traditional nó rất tốn kém, cái thời gian mà đưa cái quảng cáo đến khách hàng rất lâu, khoảng 2-3 tuần, và cái sự hiệu quả nó rất thấp. Nhưng mà digital nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên mình là một chủ doanh nghiệp, cái thời gian của mình nó rất limited. Đôi lúc mình không có ở tiệm, và cho nên mình phải liên tiếp tục quảng cáo để, thứ nhất là quảng cáo không chỉ có tìm khách hàng mới mà để giữ khách hàng cũ nữa. Tại vì khách hàng cũ mình phải biết cái gì mới mẻ cho tiệm mình. Đôi lúc mình không cần giảm giá mà mình phải giới thiệu sản phẩm. Thì mình giới thiệu sản phẩm bằng video thì mình sẽ thấy là cái khách hàng của mình sẽ liên tiếp tục follow cái tiệm của mình, và mình càng build cái follow đó là mình sẽ càng thấy là mình sẽ càng có nhiều khách hàng mới. Và mình không bao giờ nên cắt đi cái quảng cáo. Cũng giống như nhiều tiệm Tân có thể thấy là họ có thể quảng cáo một thời gian ngắn và họ thấy nhiều khách rồi họ cắt cái quảng cáo, cái điều đó ngưng cái quảng cáo. Cái điều đó là điều không nên. Một cái ví dụ mình có thể thấy là McDonald's. McDonald's là có thể là ai cũng biết đến McDonald's rồi, mà tại sao họ tiếp tục lúc nào cũng quảng cáo? Không phải là họ quảng cáo để họ tìm khách hàng mới, tại ai cũng biết McDonald's, mà để họ giữ khách hàng cũ, và họ phải đưa mấy cái thức ăn mới đến cho khách hàng, để cho khách hàng luôn nhớ đến họ. Thì ngành nail của mình cũng vậy, đừng bao giờ suy nghĩ là mình đã có một lượng khách rồi mình ngưng quảng cáo. Quảng cáo nó phải luôn tiếp tục, và đặc biệt mình có dịch vụ sản phẩm nào mới và cái điểm mạnh của tiệm mình phải tiếp tục mình quảng cáo đó, và mình phải đưa nó lên digital, là đưa nó lên social media. Cảm ơn câu trả lời cũng như là cái chia sẻ của anh Leon cho em cũng như là quý anh chị ở đây được biết, thì nó đã giải đáp được cái thắc mắc là quảng cáo như thế nào để cho đúng cách và hiệu quả. Thì để đi theo một cái câu hỏi nữa, thì cái câu hỏi này em dành cho anh Quyền Trương với một cái tư cách là một chủ doanh nghiệp thành công, thì anh đã có hay là đang áp dụng như thế nào những cái quảng cáo hồi xưa theo kiểu truyền thống và công nghệ cho một cái chủ doanh nghiệp thành công nhanh, xin anh có thể chia sẻ cho em cũng như quý anh chị đây được biết ạ. Cảm ơn Tân. Như các bạn đã biết thì cái traditional của marketing á, là theo cái kinh nghiệm của Quyền á, và những cái người đa số chủ doanh nghiệp mở một cái tiệm hay là mua lại một cái tiệm, là đa số người ta order postcard coupon. Nó cần thời gian để thiết kế và in ấn, và rồi mình phải đi phát cái coupon đó ra. Thì cái tiệm mà Quyền quản lý cũng là gần 40 thợ, tiền rent tháng cũng là trên 10.000. Khi mà lấy cái tiệm đó thì Quyền cũng order là 5.000 cái postcard.
thì mình làm rất là cũng là có khách, nhưng mà cái trường hợp là ví dụ 1-2 giờ trưa đi, thường thường mà nó vắng khách thì mình không thể nào mà đi phá cái truyền đơn để kêu khách vô ngay tức khắc liền được. Cho nên sau này có thời gian Quyền làm việc với Leon và với công ty thì có một cái đội ngũ thiết kế bên digital design và mình bỏ lên Facebook, mình text message hay là mình email instantly trong cái lúc happy hour đó, nó rất là hiệu quả. Và cái thời đại này là cái thời đại của social media và digital marketing, thì đó là một cách hiệu quả nhất mà Quyền thấy là nó mình cần áp dụng, tất cả những cái chủ doanh nghiệp cần áp dụng để có một cái cơ sở nó thành công hơn. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Viện rồi. Có nghĩa là anh Viện cũng chia sẻ với quý anh chị đây được biết, có nghĩa là đối với một cái thời buổi công nghệ mà nó đã tiên tiến, nó đã đi khá là xa rồi, thì mình sẽ áp dụng những cái social media network giống như là Facebook, Google, Yep vào những cái quảng cáo của tiệm mình, thay vì mình dùng những cái kiểu old school hồi xưa giống như là đi phát tờ rơi hay là gửi những cái postcard đến từng tiệm thì nó khá mất là nhiều thời gian và cái hiệu quả nó đem lại không có cao. Thì em có một cái mẫu chuyện nho nhỏ cũng muốn chia sẻ với anh ở đây. Thì chắc mày anh ở đây ai cũng biết là hồi xưa mình xài cái điện thoại là Nokia. Nokia hồi xưa là em nhớ là nó sẽ thịnh hành từ năm 2000 cho đến 2006. Thì lúc đó Nokia giống như là iPhone bây giờ vậy đó, ai cũng xài Nokia và nó có thể là thống lĩnh thị trường. Và khi mà đến năm 2006 thì bắt đầu lúc đó là cái thời đại mà iPhone nó mới ra cái mẫu đầu tiên, đó là iPhone 2, iPhone 3 gì đó em nhớ gì đó. Thì cái nó chuyển giao từ 2006 đến 2007, và khi thằng iPhone nó ra và thằng CEO của Nokia họ vẫn nghĩ là Nokia nó là đỉnh rồi, họ bắt đầu không có chạy theo quảng cáo và không có chạy theo để thay đổi những cái mẫu mã và những cái thiết kế cho nó phù hợp với lại cái thời buổi đó. Và sau khi dần dần iPhone ra và bắt đầu improve và bắt đầu thay đổi cho đến năm 2008, 2009 thì mình thấy cái sự xuống dốc của Nokia, và nó từ từ và bắt đầu nó mất hút trong thị trường cho đến cái thời điểm ngày nay. Đó là một cái lý do khá, em nghĩ khá là quan trọng, và CEO của Nokia không chú trọng đó là đầu tư vào cái việc là quảng cáo và design mẫu mã thiết kế mới để chạy theo thời buổi công nghệ. Thì theo cái ý kiến riêng của em đó, những cái gì mà xưa cũ mà họ không có chạy theo thời buổi công nghệ thì sooner or later cũng sẽ bị đào thải theo cái thời gian thôi. Thì trong cái ngành nail của mình cũng vậy, đa số tất cả tiệm nail bây giờ họ mở ra rất là nhiều, và tiệm nào mở ra cũng là đẹp mắt và sang trọng, và họ chú trọng vào cái design. Hầu như tiệm nào bây giờ mở ra cũng rất là đẹp và sản phẩm chất lượng tốt. Thì những tiệm mà họ không có chạy theo cái thời đại bây giờ đó, về cũng như quảng cáo hoặc là chạy theo về cái công nghệ để giúp cho tiệm nail của mình sang trọng hơn, dùng những cái sản phẩm tốt hơn, thì sooner or later thì những cái tiệm nail đó họ càng ngày càng đi xuống chứ không có thể phát triển được. Thì thời hạn chương trình đã có hạn, thì xin Tân Nguyễn xin chào và hẹn lại quý anh chị ở một cái dịp lần tới, thì anh em sẽ chia sẻ về những chủ đề. Thì nếu quý anh chị ở đây thấy clip hay thì quý anh chị có thể like, comment và share cho những anh chị em mình trong cộng đồng ngành nail trên đất Mỹ có thể thấy được và giúp cho họ có thể phát triển được chủ doanh nghiệp của họ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại một cái talk show lần tới.